Nhà đẹp Tân Á xin chào. Rất vui vì đã được gặp lại các bạn trong chương trình Mỗi ngày một nhà đẹp cùng kiến trúc Tân Á. Tân Á hiện tại là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế và thi công nhà biệt thự dân dụng. Công ty chúng tôi hiện khảo sát và giám sát trên 63 tỉnh thành. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn một mẫu nhà mà chúng tôi đã thiết kế cho anh Giang, có địa chỉ tại Sầm Sơn, Thanh Hóa. Các bạn hãy cùng chúng tôi tham khảo mẫu nhà của anh Giang nhà các bạn. Hình ảnh các bạn đang được nhìn thấy là phối cảnh 3D căn nhà mà chúng tôi đã thiết kế cho anh Giang. Căn nhà của anh là căn nhà một tầng chữ L, mái thái có phong cách hiện đại, màu trắng sẽ là màu chủ đạo của ngôi nhà. Sự kết hợp hài hòa giữa tổng thể ngôi nhà cùng với việc thiết kế thêm bố trí thêm các chậu cây cảnh cho chúng ta thấy được một ngôi nhà rất là đẹp, sang trọng và bắt mắt. Cổng chính thì sẽ được thiết kế là cổng bằng sắt phun tĩnh điện, hai cột hai bên sẽ được thiết kế hình vuông và chân cột sẽ được ốp bằng gạch màu tối, phần thân sẽ được ốp màu gạch màu sáng hơn để căn nhà trở nên hiện đại và sang trọng. Thì hàng rào thì được chúng tôi thiết kế rất là sang, xen giữa các cột hình vuông thì sẽ là hệ lam có thể nhìn được vào bên trong nhà các bạn, và chân của hàng rào sẽ được ốp gạch để hệ hàng rào trở nên sạch sẽ và sang trọng hơn. Và đây là hình ảnh mặt chính của ngôi nhà. Từ sân đi vào tiền sảnh sẽ được chúng tôi thiết kế bậc 5 cấp để căn nhà trở nên cao ráo, thể hiện được sự bề thế của ngôi nhà. Chân móng sẽ được chúng tôi ốp bằng gạch màu xám để căn nhà trở nên sạch sẽ và sang trọng. Ở khu vực tiền sảnh, hai cột hai bên sẽ được chúng tôi thiết kế là cột vuông và chân cột sẽ được sơn giả đá, phần thân sẽ sơn màu trắng cùng màu với tổng thể căn nhà. Cửa chính sẽ được chúng tôi thiết kế là cửa gỗ hai cánh, khung pano kính và sẽ được sơn màu đỏ nha các bạn. Cửa phụ thì cũng sẽ được chúng tôi thiết kế là cửa gỗ hai cánh. Ngoài ra thì hệ thống cửa sổ sẽ được chúng tôi thiết kế là cửa nhôm kính viền tối màu kết hợp với màu trắng là màu chủ đạo cho chúng ta thấy được một ngôi nhà vừa sang trọng, bắt mắt, vừa đẹp mà giảm chi phí xây dựng trong ngôi nhà. Các bạn có thể thấy ở khu vực đi lại giữa sảnh chính và sảnh phụ sẽ được chúng tôi thiết kế thêm hệ lam bằng bê tông cốt thép sơn giả gỗ nha các bạn, để tạo kiến trúc cho ngôi nhà. Lan can cũng sẽ được chúng tôi thiết kế là lan can bằng gỗ rất là đẹp. Và đây là góc nhìn căn cảnh của khu vực sảnh chính. Khu vực giao nhau giữa tầng 1 tầng 2 thì chúng tôi sẽ thiết kế thêm đường pháo đơn giản để phân tầng ngôi nhà. Xung quanh cửa sổ sẽ đắp thêm đường pháo bao quanh và thiết kế thêm mái che. Hệ mái được chúng tôi thiết kế đối với ngôi nhà của anh Giang sẽ là mái thái. Trong quá trình thiết kế, chúng tôi đã tính toán về chiều cao, độ dốc, phần tầng mái, màu của mái sao cho hệ mái sẽ thể hiện sự bề thế của ngôi nhà. Màu mái sẽ hợp với phong thủy và đây chúng tôi chọn màu là màu xanh rêu. Hệ mái được chúng tôi thiết kế là mái thái. Ở đây chúng tôi thiết kế 3 tầng mái. Ở dựa vào diện tích mỗi mái, chúng tôi sẽ có những điểm trang trí khác nhau để tạo sự nổi bật của ngôi nhà. Ngoài mái chính, chúng tôi sẽ thiết kế thêm mái con để tạo kiến trúc cho ngôi nhà nha các bạn. Và đây là khu vực chúng ta nhìn rõ hơn về sảnh phụ. Ở góc độ nào thì căn nhà của anh Giang cũng rất là đẹp, rất là sang trọng và bắt mắt. Và đây là phối cảnh nhìn từ trên cao. Ngoài diện tích ngôi nhà thì phần sân phía trước cũng rất là rộng, thoải mái chỗ đỗ ô tô, khu vui chơi, trang trí cho cả gia đình. Chúng tôi sẽ thiết kế thêm một chòi nghỉ cho gia đình anh có thể thư giãn ở đây. Đây là, và sẽ thiết kế cho gia đình anh thêm một bể cá koi nha các bạn. Đây là góc nhìn từ cao để nhìn được rõ về tổng thể ngôi nhà. Tiếp đến, các bạn hãy cùng chúng tôi đi tham khảo kênh YouTube và website của nhà đẹp Tân Á nhà các bạn. Anh Giang có chia sẻ với chúng tôi rằng anh đã biết đến kiến trúc Tân Á rất là lâu rồi, do điều kiện về kinh tế và thời gian mà bây giờ anh mới có thể thi công được ngôi nhà của mình. Trước đó anh đã lên kênh YouTube và website của nhà đẹp Tân Á để tham khảo, chọn được cho mình những mẫu nhà thật là đẹp, bắt mắt và ưng ý. Kênh YouTube và website của nhà đẹp Tân Á giống như hai thư viện thu nhỏ chuyên trưng bày các mẫu biệt thự, nhà vườn, nhà phố, nhà cấp 4.
Ngoài ra sẽ có những video quay lại những ngôi nhà mà chúng tôi đã thiết kế và thi công để các bạn có một cách nhìn thực tế hơn. Các bạn nhớ đăng ký kênh và ấn thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào nhà các bạn. Website của nhà đẹp Tân Á chuyên trưng bày các mẫu nhà mà chúng tôi đã thiết kế cho các chủ nhà từ trước tới nay, có các công trình từ miền Trung cho tới miền Bắc và miền Nam. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà và công năng sử dụng của các căn nhà thì hãy truy cập trang web nhà đẹp Tân Á.vn. Nếu tiếp đến, các bạn hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu về quy trình làm việc của kiến trúc Tân Á nhà các bạn. Để thiết kế được một ngôi nhà, giới thiệu với tất cả các bạn, đây là quy trình làm việc của kiến trúc Tân Á. Để thiết kế được một ngôi nhà sẽ trải qua 3 giai đoạn chính: khảo sát, thiết kế và thi công. Đối với ngôi nhà của anh Giang, chúng tôi sẽ về tận nơi khảo sát thực địa và lấy thông tin từ anh, sau đó sẽ chuyển thông tin về phòng kiến trúc, kết hợp với kiến trúc phong thủy, kiến trúc nội thất, ngoại thất, sẽ thống nhất được phương án về phong thủy, mặt bằng, phối cảnh. Từ đây sẽ tiến hành thiết kế chi tiết kiến trúc, tính toán kết cấu, tính toán kỹ thuật, cấp thoát nước và kỹ thuật điện. Ở mỗi khâu, chúng tôi đều sẽ có phòng kiểm tra hồ sơ trước khi bàn giao. Sau khi đã bàn giao bản vẽ thiết kế cho anh Giang, đến giai đoạn thi công ngôi nhà, chúng tôi sẽ cử hai bộ phận là bộ phận giám sát trực tiếp sẽ trực tiếp giám sát ngôi nhà của anh Giang, bộ phận giám sát online sẽ nhận phản hồi hỗ trợ anh 24 trên 24 để đảm bảo công trình được thi công đúng thiết kế, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo được chất lượng của công trình và tiến độ đã đề ra. Các bạn có thể thấy rằng để hoàn thiện được một ngôi nhà, chúng tôi cần rất là nhiều con người, nhân lực ở mỗi vị trí. Chúng tôi sẽ cử những người có năng lực phù hợp với ngôi nhà của anh để đảm nhận. Do đó, mọi so sánh đều sẽ là khập khiễng, không thể nào mà so sánh được. Để có được một ngôi làm việc chuyên nghiệp khép kín thế này, kiến trúc Tân Á đã rất cố gắng và phải có đủ năng lực thì mới có thể làm được. Tiếp đến, các bạn hãy cùng chúng tôi đi khảo sát thực địa khu đất của anh Giang, nhà các bạn. Để có được đầy đủ thông tin phục vụ cho quá trình thiết kế, chúng tôi đã về tận nơi khảo sát thực địa. Hình ảnh các bạn đã được nhìn thấy là hình ảnh căn nhà của anh được chúng tôi chụp lại bằng máy ảnh. Và đây là hình ảnh của khu vườn được chúng tôi phác thảo lại sau khi đã đo đạc có đầy đủ thông tin. Đây là diện tích làm nhà nhà các bạn. Trong quá trình khảo sát, chúng tôi sẽ đo phong thủy để đưa ra được các biện pháp xử lý phong thủy đối với ngôi nhà của anh Giang. Và trong quá trình khảo sát, chúng tôi sẽ đo đạc khu đất, đo chiều rộng mặt tiền, cốt đất nền so với mặt tiền để phục vụ cho quá trình thiết kế. Số tiền anh dự kiến đầu tư cho ngôi nhà sẽ lớn hơn 1 tỷ đồng. Qua trao đổi, chúng tôi thống nhất sẽ thiết kế cho anh một ngôi nhà một tầng mái thái có công năng như sau: sẽ có phòng khách, phòng bếp, phòng ăn, 4 phòng ngủ, phòng thờ, vệ sinh chung và sân ướt, gara ô tô. Qua trao đổi và khảo sát thì anh rất hài lòng về sự chuyên nghiệp, nhiệt tình của kiến trúc Tân Á. Anh cũng tin tưởng và hy vọng rằng Tân Á sẽ thiết kế cho anh một ngôi nhà thật là đẹp, bắt mắt và sang trọng. Hiện nay, kiến trúc Tân Á khảo sát và giám sát trên 63 tỉnh thành. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà thì hãy liên hệ với chúng tôi. Chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng lại ngôi nhà của anh Giang một lần nữa. Bây giờ, các bạn hãy cùng tôi tìm hiểu về mặt bằng kiến trúc căn nhà của anh Giang, nhà các bạn. Hình ảnh các bạn đã được nhìn thấy là mặt bằng định vị khu đất nhà các bạn. Trong quá trình khảo sát, chúng tôi sẽ đo phong thủy và đưa ra được các biện pháp xử lý phong thủy đối với ngôi nhà của anh Giang. Anh Giang sinh năm 1977, dựa vào phong thủy, anh hợp với 4 hướng làm nhà: Tây Bắc, Phước Đức, Đông Bắc, Sinh Khí, Tây Nam, Phục Vị, Hướng Tây, Thiên Y. Và căn nhà của anh có diện tích 18 nhân 13,7 mét vuông. Hệ tường bao sẽ được chúng tôi thiết kế là hệ tường 220, cách âm, cách nhiệt, chống thấm tốt. Các vách ngăn sẽ được chúng tôi thiết kế là hệ tường 110. Từ sảnh chính đi vào sẽ là phòng khách có diện tích 38,8 mét vuông, rất là rộng rãi. Bên phải phòng khách sẽ là khu vực bếp có ngăn có diện tích 30,1 mét vuông. Và căn nhà của anh Giang sẽ được chúng tôi thiết kế 4 phòng ngủ có diện tích lần lượt 14,9, 15,1, 15,1 và 14,8 mét vuông. Phòng thờ sẽ được chúng tôi bố trí có diện tích là 17,5 mét vuông, rất là rộng rãi nhà các bạn.
cuối cùng sẽ là nhà vệ sinh chung có diện tích 5,5 mét vuông. Xung quanh ngôi nhà chúng tôi thiết kế thêm cửa phụ ở khu vực bếp công ăn để tạo sự thuận tiện cho việc đi lại cũng như nhu cầu nấu nướng của cả gia đình. Và xung quanh ngôi nhà sẽ được thiết kế rất là nhiều cửa sổ để căn nhà trở nên thông thoáng, mát mẻ, giúp cho tổng thể căn nhà hấp thụ tốt ánh sáng tự nhiên. Tôi và các bạn đã tham khảo xong mẫu nhà và chúng tôi đã thiết kế cho anh Giang. Hy vọng rằng thông qua mẫu nhà này, các bạn sẽ có thêm một sự lựa chọn cho ngôi nhà tương lai của mình. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà, hãy liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại 0944 784 333. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.